Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, đêm nay sáng sớm mai trên vùng núi cao phía Bắc khả năng sẽ xuất hiện tình trạng sương mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Sương sẽ xuất hiện dày nhất vào thời điểm từ 1 giờ đến 5-6 giờ sáng, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn dưới 500 mét. Tầm quan sát bị hạn chế cộng với địa hình vùng núi hiểm trở, có nhiều đoạn dốc cao, khúc cua nguy hiểm, gây khó khăn khi tham gia giao thông. Để lái xe an toàn, các tài xế nên kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo, phanh và lốp xe trước khi khởi hành. Đi chậm, bật đèn chiếu gần, sử dụng đèn sương mù, đèn có ánh sáng vàng để tăng khả năng quan sát. Tránh dừng xe giữa đường, trong trường hợp cần dừng xe, đừng quên bật đèn cảnh báo khẩn cấp.